Chào mừng các bạn đến với OneSK, nơi các bạn có thể tìm thấy rất nhiều các bài tập rèn luyện sức khỏe, cải thiện vóc dáng từ những bộ môn tập luyện hot nhất hiện nay. Tôi là Thanh Vân, huấn luyện viên yoga. Tiếp tục chuỗi yoga giảm cân cùng Thanh Vân, ngày hôm nay tôi sẽ đem đến cho các bạn một bài tập làm săn chắc cơ mông và cơ bụng. Hãy trải thảm ra và bắt đầu cùng tôi ngay nào. Đầu tiên chúng ta bắt đầu ở tư thế em bé. Các bạn mở hai gối rộng bằng vai, bụng thóp nhẹ lại, kéo nhẹ xương cụt đi về phía gót chân. Rồi hít vào vươn dài hai cánh tay của các bạn lên cao qua đầu, kéo dài lưng. Thở ra siết bụng lại, đổ người về phía trước hạ hai bàn tay xuống, giữ mông vẫn đặt lên trên gót chân. Trượt ra hai bàn tay về phía trước và hạ trán xuống dưới thảm. Tại đây mình nhấn chắc bàn tay, đẩy hông về phía sau, cảm nhận toàn bộ lưng, hai bên thân người kéo giãn. Hít vào một hơi thật sâu, thở ra thật chậm. Hít vào, thở ra. Rồi nhấn chắc lòng bàn tay xuống, hít vào nâng đầu và nâng vai lên, mắt nhìn về phía trước, nâng hông của mình lên. Thu hai tay về phía sau, giữ cho tay và vai thẳng hàng với nhau. Chúng ta cùng khởi động cột sống. Hít vào nào, vươn ngực về phía trước con bò. Thở ra cuộn nhẹ lưng lại con mèo. Hít vào nâng ngực lên mở rộng hai vai. Thở ra cuộn nhẹ lưng lại. Hít vào nâng lên. Bụng siết nhẹ. Thở ra. Một lần nữa nào, hít vào. Căng ngực lên. Tách rộng đỉnh mông, cằm hướng về phía trước. Rồi thở ra cuộn nhẹ xương cụt đi xuống nào, cong tròn lưng. Thả lỏng cổ và thả lỏng vai. Hít vào nâng lên, mình cùng chuyển động khớp hông. Xoay hông từ bên trái nào, qua phía bên phải. Xoay tròn cái khớp hông của chúng ta. Nhấn chắc lòng bàn tay của các bạn xuống dưới sàn. Rồi hít vào về giữa, thở ra xoay ngược lại, đi từ bên phải qua bên trái. Nhớ siết bụng lại, nhấn chắc đôi bàn tay. Rồi hít vào về giữa, thở ra chúc mũi bàn chân xuống dưới thảm, đẩy hông lên cao, chó úp mặt duỗi mình, duỗi dài lưng. Tại đây mình di chuyển hai gót chân ở nhún nhẹ gót trái, hạ gót phải. Làm mềm cơ đùi sau nào, giãn toàn bộ phần cơ đùi sau. Rồi chung nhẹ hai gối lại, mắt nhìn về giữa hai tay. Thở ra bước hai chân về giữa hai tay và về phía đầu thảm. Hít vào vươn nửa người, kéo dài lưng lên. Thở ra gập sâu thân người xuống. Rồi nhấn chắc hai chân, hít vào vươn ra hai cánh tay của các bạn lên cao qua đầu. Thở ra chắp hai bàn tay lại về phía trước ngực. Nhấn chắc hai chân, hít vào kéo căng hai cánh tay lên. Thở ra gập xuống, chung nhẹ gối lại. Hít vào vươn nửa người. Thở ra chống chắc hai bàn tay, bước hai chân về phía sau tấm ván. Tấm ván siết bụng lại tại đây, gót chân đẩy về phía sau. Thở hạ gối, hạ ngực, hạ cằm. Hít vào nâng ngực lên, rắn hổ mang. Thở ra siết bụng đẩy hông lên cao, chó úp mặt duỗi mình, duỗi căng lưng, nhấn hai gót chân đi dần xuống dưới thảm. Rồi chung nhẹ hai gối lại, mắt nhìn về giữa hai tay. Thở ra bước hai chân ra bên ngoài hai tay, hạ mông xuống chắp hai bàn tay lại về phía trước ngực Malasana. Nhấc nhẹ hông lên một chút, đẩy hai gối của các bạn ra phía bên ngoài, cảm nhận hông mở. Thở ra hạ hai tay thẳng hai chân, đưa hai chân về lại bằng hông, vươn nửa người kéo dài lưng nào. Thở ra gập sâu, chắc chân hít vào vươn dài hai cánh tay lên cao qua đầu. Thở ra chắp hai bàn tay lại về phía trước ngực. Mình tiếp tục hít vào căng hai tay, bụng siết nhẹ lại. Thở ra gập xuống, hít vào nửa người. Thở ra bước chân về phía sau plank, giữ lại tại plank, siết chắc cơ bụng lại. Thở hạ gối, hạ ngực và hạ cằm. Hít vào nâng ngực, rắn hổ mang nào. Thở ra đẩy hông lên, chó úp mặt duỗi mình. Kéo căng toàn bộ thân người tại đấy.
rồi hít vào nhấc chân bên phải lên, kéo căng chân bên phải lên trần, bụng siết lại và giữ cho hai hông cân bằng với nhau. Thở ra các bạn co gối phải về phía ngực, mình cuộn tròn lưng lại. Hai lần nữa nào, hít vào căng chân lên, thở ra gối co về phía ngực, hít vào, thở ra gối co về phía ngực nào. Bước chân phải của các bạn về phía trước, giữa hai tay hạ gối bên trái xuống dưới sàn, nhấn hông xuống, siết bụng rồi hít vào, vươn dài hai cánh tay của các bạn lên cao qua đầu, cố gắng nâng bụng lên, nhấn cái hông xuống để làm giãn phần khớp hông. Hít, thở ra đổ người về phía trước, nhấn chắc hai bàn tay, bước chân trái về phía trước, hít vào vươn nửa người, kéo dài lưng, thở ra gập sâu, hít vào vươn dài hai tay lên, thở ra chắp hai tay của bạn về phía trước ngực. Một vòng nữa, hít vào lên, thở ra gập, hít vào vươn lên một nửa, thở ra trùng gối chống tay, bước về phía sau plank. Tại tư thế plank nhớ siết căng bụng lại để đạt được hiệu quả tốt nhất. Gót chân đẩy về phía sau, hạ gối, hạ ngực và hạ cằm, hít vào nâng lên, rắn hổ mang, thở ra đẩy hông lên, chó u mặt duỗi mình. Nhấn chắc cả hai lòng bàn tay, đặc biệt là tay bên trái, rồi nhấc chân bên trái lên nào, kéo căng gót chân lên trần, thở ra co gối về phía ngực, cuộn tròn lưng, hít vào nâng lên, thở ra siết căng cơ bụng lại, hít vào chân lên, thở ra đẩy gót chân bên phải về phía sau, rồi bước chân trái của các bạn về phía trước giữa hai tay, hạ gối bên phải xuống, nhấn chắc hai chân rồi hít vào, hai cánh tay vươn lên cao qua đầu, bụng siết lại, nhấn hông xuống, nhấn chắc mũi chân sau, hít, thở ra đổ người về phía trước, chống chắc cả hai bàn tay, bước chân phải về cạnh chân bên trái, vươn người lên một nửa, thở ra gập sâu, chắc chân, hít vào hai cánh tay lên, thở ra chắp hai bàn tay lại về phía trước ngực. Rồi sau đó các bạn mở hai chân ra phía bên ngoài, hai mũi chân hướng ra bên ngoài một góc 45 độ. Nhấn chắc chân nào, hít vào hai cánh tay lên cao qua đầu, thở ra chắp hai bàn tay lại về phía trước ngực, rồi từ từ nào trùng gối lại, đẩy mông về phía sau, hạ mông ngồi xuống nào, chắp hai bàn tay Malasana, mở hai gối ra phía bên ngoài, hạ hai tay xuống, từ từ nhấn chắc gót chân mình lên từ phần mông ạ, hít vào nâng lên, siết căng cơ đùi, cơ mông, kéo căng hai cánh tay lên cao, hít vào, thở ra trùng gối lại nào, đẩy mông về phía sau, hạ mông xuống, rất tốt, nhớ siết căng cơ đùi của bạn lại, chống chắc hai bàn tay, hít vào lực từ gót chân nào, nâng người lên, vươn dài hai cánh tay lên, hít, thở ra, gối mở đi theo hướng mũi chân, từ từ hạ xuống, chống chắc hai tay lại, hít vào nâng lên, kéo căng hai cánh tay lên cao qua đầu nào, hít, thở ra trùng gối lại, đẩy mông về phía sau, một lần nữa chống chắc hai bàn tay, tại đây hít vào nâng lên, siết căng cơ bụng, thở ra mình giữ lại tại đây, siết bụng lại này, kéo cái xương cùi xuống một chút, chắp hai bàn tay lại về phía trước ngực, mình cùng giữ nào, 5 4 3 2 1, rồi thở ra hạ xuống, hai chân đưa về phía gần nhau, vươn nửa người, kéo dài lưng, thở ra gập sâu, rồi chung nhẹ hai gối lại, chống chắc cả hai bàn tay, hai chân bước về phía sau nào, tấm ván, nhớ siết bụng lại tại đây nhé. Hít vào, thở, hít vào nâng ngực lên, rắn hổ mang, rồi thở ra đẩy hông lên cao, chó mặt duỗi mình, duỗi dài lưng, siết căng bụng lại, mắt nhìn về phía trước, giữa hai tay xô vai về phía trước, rồi thở ra, chúng ta cùng hạ hai gối xuống dưới sàn, về tư thế cái bàn, hông và gối thẳng hàng, tay và vai thẳng hàng với nhau. Rồi nhấn chắc bàn tay bên trái, hít vào nhấc chân trái lên này, đưa tay phải về phía trước, bụng dưới thóp lại, nâng hông lên và chúc mỗi bàn chân xuống dưới sàn, hít, thở ra cuộn bụng lại, co gối về phía ngực,
hít vào căng tay và căng chân, thở ra, hít vào bụng siết lại, thở, một lần nữa hít vào nào, tay và chân kéo căng, thở ra cuộn bụng lại, kéo gối về phía ngực, cong tròn lưng, siết căng cơ bụng của chúng ta lại, hít vào, rồi thở ra hạ tay bên phải xuống dưới sàn, đưa chân trái hướng về phía sau, chúc mũi chân xuống, bụng nâng lên. Hít, thở ra đưa gót chân về phía mông nào. Hít vào thẳng chân. Thở, hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra đưa gót chân căng về phía mông. Rất tốt ạ. Rồi chúng ta đưa cái chân ra vuông góc nào. Chúc mũi chân lại dùng lực từ gót chân nâng chân chúng ta lên. Hít, thở nào. Hít vào nâng lên. Thở ra hạ xuống. Tiếp tục hít. Thở, siết căng mông của chúng ta lại. Rồi giữ lại ở đây. Siết bụng lại, thở ra co gối về phía ngực, bước chân trái về phía trước giữa hai tay. Nhấn chắc hai tay rồi hít vào nhấc gối phải lên. Tư thế xuất phát cao nào. Nhấn chắc hai chân rồi hít vào, vươn dài hai cánh tay của các bạn lên cao qua đầu. Tư thế trường tấn cao. Nhấn chắc cả hai chân xuống dưới sàn, siết bụng lại, hít vào nào, hạ gối phải xuống cách sàn khoảng 10 cm, thở ra nâng lên, hít, thở, dùng lực từ gót chân bên trái nâng người lên, hít vào, thở ra, hít, thở nào, một lần nữa thôi, hít vào hạ xuống, thở ra nâng lên, rồi đổ người về phía trước. Bước chân phải về phía trước, hít vào vươn nửa người, thở ra gập sâu, hít vào vươn dài hai cánh tay lên, thở ra chắp hai bàn tay lại về phía trước ngực. Chúng ta cùng tiếp tục nào, hai tay lên cao quả đầu, thở ra gập sâu, hít vào vươn, thở ra trùng gối chống hai bàn tay, plank nào, tấm ván. Thiết căng cơ bụng lại, muốn tập cho cơ bụng khỏe thì không thể nào bỏ qua cái tư thế plank này được các bạn ạ. Hít, thở. Hít vào nâng ngực lên. Thở ra đẩy hông lên cao. Mắt nhìn về phía sau giữa hai chân, nhấn chắc đôi bàn tay, đẩy người về phía trước, hạ gối xuống dưới sàn. Chúng ta cùng đổi bên. Tay trái về phía trước, chân phải đưa về phía sau nào. Nhớ nâng bụng lên, thóp bụng lại, hít vào, thở ra co gối về phía ngực. Hít vào căng tay và căng chân lên. Thở. Hít vào. Thở ra. Một lần nữa hít, kéo căng. Thở ra gối co về phía ngực. Siết căng bụng lại rồi hạ tay bên trái xuống. Hít vào nào. Rồi thở ra đưa chân chúng ta về phía sau. Hít vào co gối, thở ra nâng lên, hít vào, thở ra, hít, thở, rồi hít vào nào, thở ra thẳng chân, đưa chân phải kéo căng về phía sau, sau đó gập gót chân về phía mông nào, 1, 2, nâng bụng lên ạ, 3, 4, rồi co gối về phía ngực, bước chân phải về giữa hai tay, chống chắc hai bàn tay, hít vào nhấc gối trái lên, nhấn chắc cả hai chân chúng ta vào tư thế trường tấn cao, vươn dài hai cánh tay của các bạn lên cao qua đầu, lực dồn đều vào cả hai chân, rồi từ từ hạ gối bên trái xuống, hít, thở, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra nào, tiếp tục hít, thở, lực lên từ gót chân bên phải, hít vào, rồi thở ra siết căng cơ bụng lại, đổ người về phía trước, bước chân trái về phía trước, hít vào vươn lên, thở ra gập xuống, hít vào hai cánh tay lên cao qua đầu, thở ra chắp hai bàn tay lại về phía trước ngực, chung gối lại đẩy mông về phía sau, các bạn vào tư thế cái ghế, đẩy lùi gối về phía sau, bụng thóp,
kéo xương cụt xuống. Tư thế này sẽ giúp các bạn làm khỏe cơ bụng và làm khỏe cơ đùi. Siết căng lại nào, giữ tại đây. Sau đó từ từ thở ra nào. Hạ dần mông. Chậm thôi, cảm nhận sức nóng của hai cơ đùi. Hạ mông ngồi xuống dưới sàn nào. Sau đó nhấc hai chân lên, tư thế con thuyền. Đẩy cao ngực hướng về phía trước, bụng siết căng lại. Kéo hai tay của mình hướng về phía trước. Tập trung hít thở đều. Hít vào, rồi thở ra, hạ hai chân xuống, vươn dài hai cánh tay lên cao qua đầu nào. Kéo dài lưng của các bạn lên. Hít, rồi thở dài, từ từ ngả người về phía sau, nhấc hai chân lên. Hai tay chúng ta đan lại ở chỉ ngón trỏ và ngón cái về phía trước. Hít vào, thở ra vặn mình sang phía bên phải. Hít về giữa, thở ra sang trái. Hít, thở. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra nào. Cố lên, siết căng bụng lại. Một lần nữa thôi, hít vào, thở ra và mình giữ tại đây nào. Cảm nhận cơ bụng bên trái nào vặn đều sang phía bên phải. Nâng ngực lên. Hít vào, rồi thở ra sang phía bên trái. Giữ lại tại đây một chút. Hít vào về giữa, thở ra hạ chân xuống, vươn dài hai cánh tay lên cao qua đầu, lưng kéo dài, thở ra cuộn tròn lưng lại nào. Siết cơ bụng lại, hít vào nâng lên, thở ra hạ xuống. Hít vào lên nào, thẳng lưng, kéo căng hai cánh tay lên cao qua đầu, thở ra cuộn tròn lưng, đưa cằm hướng về phía ngực, mắt nhìn về rốn. Hít vào, nâng hai cánh tay của các bạn lên. Thở ra cuộn lưng lại. Rất tốt. Hạ hai bàn tay xuống. Chụm nhẹ khuỷu tay, ngực nâng. Co hai gối về phía ngực nào. Hít vào co gối phải, duỗi chân trái. Thở ra đổi bên. Hít. Thở nào, siết căng cơ bụng. Nhấn chắc hai lòng bàn tay. Cứ tiếp tục như vậy ạ. Hít thở đều. Một lần nữa, hít vào gối phải, giữ lại tại đây. Thở ra gối trái. Rất tốt. Vươn dài hai cánh tay của các bạn lên cao qua đầu. Hít vào, thở ra từ từ cuộn nhẹ lưng lại. Hạ dần thắt lưng. Nằm xuống dưới thảm, co hai gối về phía ngực, ôm lấy hai gối. Lắc nhẹ hông qua hai bên. Thư giãn vùng thắt lưng. Rồi sau đó hít vào, đặt hai tay xuống dưới mông nào, nâng hai chân lên trần, vút mũi bàn chân, giữ hai chân vuông góc, hít vào, hạ hai chân xuống một góc khoảng 45 độ, chúng ta cắt này, chân phải chân trái, xếp bụng lại, rồi hít vào nâng cả hai chân lên, thở ra hạ xuống, tập trung vào phần cơ bụng dưới của chúng ta, siết căng nó lại. Hít vào lên, thở ra. Tiếp tục như vậy. Một lần nữa, nhớ nhấn cái lưng dưới của các bạn xuống dưới sàn. Rồi hít vào nâng lên, thở ra, hạ xuống. Và lắc nhẹ hông qua hai bên. Hít vào nâng đầu và nâng vai. Đưa gối hướng về phía ngực. Cảm nhận toàn bộ cơ lưng dưới kéo giãn. Thả lỏng cổ và thả lỏng vai. Thở ra hạ xuống. Hai tay dang rộng sang ngang. Tâng nghiêng hai gối sang phía bên trái. Vặn mình qua phía bên phải. Thả lỏng thắt lưng. Rồi hít vào nâng lên về giữa. Thở ra sang bên phải. Mắt nhìn qua phía bên trái. Rồi hít vào. Và thở ra thả lỏng tại đây thôi. Tôi tin chắc rằng sau bài tập vừa rồi thì các bạn đang cảm thấy vùng mông và vùng bụng của mình rất là căng phải không nào? Nhưng hãy tin tôi đi, điều đó chứng tỏ rằng bài tập đã đem lại hiệu quả rất cao cho các bạn đó. Đừng quên truy cập OneSK mỗi ngày để cập nhật những bài tập mới nhất và hữu ích nhất dành cho các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài tập tiếp theo của OneSK. Tạm biệt!